Kỳ lạ 6 vùng đất người dân không được phép chết, đăng xuất cái là bóc lịch ngay. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Tốc Một Khám Phá. Các bạn thân mến, đối với bất kỳ sinh vật nào trên trái đất thì cái chết là quy luật tự nhiên và không thể tránh khỏi. Thế nhưng ở rất nhiều nơi trên thế giới lại đã và đang ban hành một lệnh cấm vô cùng quái đản, đó chính là lệnh cấm chết. Đến cái chết được coi là một điều tự nhiên và không thể tránh khỏi mà cũng bị cấm thì hẳn là chẳng còn điều gì có thể vô lý hơn được nữa. Và thật đáng buồn rằng cái điều mà chúng mình vừa chia sẻ là hoàn toàn có thật. Vậy đó là những đâu trên thế giới? Ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 chúng mình tìm hiểu nhé! Đảo Ishikushima, Nhật Bản. Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng thế giới với rất nhiều đảo. Tính đến thời điểm hiện tại thì quốc gia này có tới gần 7.000 hòn đảo lớn nhỏ. Mỗi hòn đảo đều có những đặc điểm thú vị riêng biệt. Tuy nhiên thì kỳ lạ nhất có lẽ là hòn đảo Ishikushima. Đối với những người theo đạo Shinto là tín ngưỡng tôn giáo truyền thống chủ yếu của người Nhật Bản, thì đảo Ishikushima là nơi linh thiêng, thuần khiết nhất. Chính vì thế mà việc thanh lọc và duy trì sự trong lành của hòn đảo được các nhà quản lý thực hiện nghiêm ngặt. Họ không muốn bất kỳ điều gì xấu xa và tồi tệ xảy ra trên đảo, bao gồm cả cái chết. Ngay cả sự hỗn chiến Miyajima xảy ra vào năm 1555. Sau khi cuộc hỗn chiến kết thúc, người chỉ huy thậm chí còn cho người dọn dẹp sạch sẽ, không để ngôi đền bị vấy bẩn. Dù vậy thì đây vẫn bị coi là một vết nhơ khó xóa cho hòn đảo này. Chính vì thế mà từ năm 1878, họ ban bố điều luật buộc phải sống trên hòn đảo. Ngay cả những người phụ nữ mang thai sắp sinh và người già, người bị bệnh nặng đều không được phép ở lại đây để đảm bảo sự trong lành, trong sạch cho hòn đảo. Và dù thấy khó hiểu nhưng người dân trên đảo cũng đành chấp nhận, bởi trên đảo Ishikushima hiện vẫn chưa có nghĩa trang hay bệnh viện nào, nên mỗi khi có cư dân sắp từ trần thì họ đều được đưa đến các hòn đảo gần đó để điều trị, hoặc nếu hết cách chữa thì đành nằm xuống ở một nơi khác, miễn đó không phải là đảo Ishikushima. Và tiếp theo chúng ta hãy đến với vùng đất kỳ lạ thứ hai nhé. Thị trấn Fasciano del Masico, Ý. Người ta nói vui rằng dân ở Fasciano del Masico, một thị trấn nhỏ nằm ở phía nam nước Ý, không được phép chết. Không phải vì tôn giáo hay môi trường sống, mà vì nơi đây không có đất dành cho người chết. Nghe thì tưởng đùa, nhưng sự thật đúng là vậy các bạn ạ. Được biết, từ năm 1964, Fasciano và thị trấn láng giềng Carinola xảy ra hiềm khích rồi tách ra. Thế nhưng chớ trêu là lúc tách ra, ngài thị trưởng trong lúc chia đất lại quên bén rằng Fasciano không có nghĩa trang riêng. Kết quả là Carinola có riêng nghĩa trang trong khi Fasciano thì không. Rơi vào thế khó, ngài thị trưởng đành quyết định xây nghĩa trang mới cho thị trấn Fasciano. Và trong quá trình xây nghĩa trang mới, ngài đành ngậm ngùi ban bố quy định cư dân bắt buộc phải sống nhằm chờ nghĩa trang xây xong. Có như vậy thì tất cả mới không gặp rắc rối gì. Và dù rất thông cảm với ngài thị trưởng, nhưng người dân Fasciano không thể tuân theo quy định trên một cách nghiêm túc. Hai người dân không chờ nổi, đành phải qua đời. Mức phạt cụ thể thì mình không rõ, nhưng giải pháp cuối cùng đó là họ phải mang người thân đã ra đi của mình sang nơi khác để mai táng. Và không chỉ có Fasciano đâu, ở Ý còn có một ngôi làng có tên Celia, cũng có điều luật tương tự như vậy. Tuy nhiên, không phải vì không có đất chôn mà đơn giản, họ nhận thấy dân số làng ngày càng suy giảm và già hóa đi. Thế nên việc ban bố lệnh phải sống chỉ mục đích để người dân chú trọng vào sức khỏe của bản thân hơn. Theo đó thì bất cứ cư dân nào ở Celia không đi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm sẽ bị phạt nặng. Thậm chí, số tiền phạt còn vượt xa số tiền khám rất nhiều lần nữa. Nghe thì vô lý nhưng mà khá thuyết phục phải không nào? Chí ít thì đây là quy định dù ngớ ngẩn nhưng giúp cho con người chúng ta chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Thị trấn Longyearbyen, Na Uy. Thị trấn phía bắc Longyearbyen thuộc quần đảo Svalbard của Na Uy cũng không dành cho người chết. Và lý do đằng sau luật lệ cấm chết có 102 này liên quan đến đại dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra vào năm 1918 và khí hậu khắc nghiệt của thị trấn Longyearbyen. Đại dịch khủng khiếp này ước tính đã cướp đi sinh mạng của 100 triệu người, bao gồm 11 nạn nhân được chôn cất tại thị trấn Longyearbyen. Và quan trọng hơn đó là nhiệt độ khu vực này cực kỳ thấp. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, dù qua hàng chục năm nhưng bởi nhiệt độ quá thấp, có lúc xuống tới âm 46 độ C khiến cho thi thể không hề bị phân hủy. Thậm chí, các nhà khoa học còn tìm thấy virus cúm còn nguyên vẹn trong cơ thể của một người đàn ông chết trong trận đại dịch từ năm 1917. Điều này có thể lý giải rằng, bao lâu sau này đi chăng nữa, nếu con virus vẫn sinh sôi nảy nở, thì mầm bệnh vẫn sẽ tiếp tục xâm lấn vào con người một lần nữa. Đấy các bạn thấy không? Qua hơn tận 100 năm rồi mà vẫn sống tốt như vậy. Thế mới nói, mấy cái thứ nho nhỏ mà đều có võ hết cả đấy.
Và bởi quá lo ngại về môi trường cũng như là sức khỏe của người dân, các nhà quản lý đã ban hành lệnh cấm chết tại thị trấn Longyearbyen, Na Uy. Theo đó, với những người bị bệnh nặng sẽ được đưa tới một nơi khác bằng máy bay hoặc tàu biển để sống ở một nơi xa lạ những ngày cuối của cuộc đời. Họ không thể ra đi trên chính quê hương của mình đến lúc chỉ còn hơi thở cuối cùng. Vị trí tiếp theo hãy cùng xem đó là vùng đất kỳ lạ nào nhé. Thị trấn Saporenec, Pháp. Được biết thì đây là một nơi cổ kính, lãng mạn và xinh đẹp bậc nhất thế giới, và thị trấn Saporenec cũng không ngoại lệ. Nếu không nói là nói quá thì nơi đây quả thực như một bức tranh vẽ. Cuộc sống của dân làng cũng được du khách đánh giá là êm đềm và đáng mơ ước. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến nơi đây mất điểm chính là lệnh cấm đi vào cõi chết. Quyết định kỳ quặc này được đưa ra sau khi một tòa án Pháp bác bỏ kế hoạch cho phép mở rộng nghĩa trang hiện có của thị trấn. Mọi người không còn cách nào hơn là phải tìm một nơi khác để chôn cất người thân của mình. Và nếu ai không tuân theo quy định này thì sẽ bị phạt với mức phạt nghiêm trọng, nhẹ thì phạt hành chính, còn không thì thậm chí sẽ bị bỏ tù. Nghĩ cũng khổ, có phải lúc nào mình cũng biết được bao giờ mình đăng xuất khỏi trái đất đâu cơ chứ? Tuy nhiên, chớ trêu thay, sau khi ban hành quyết định được mấy tháng thì ngài thị trưởng của thị trấn, vỏn vẹn 260 cư dân này, là người đầu tiên phạm tội sau khi qua đời ở tuổi 70. What the hell? Chắc ngài cũng bất ngờ lắm, vì không lường trước được sự kiện đau buồn của chính bản thân mình. Hẳn là nhiều người dân ở đây sẽ hả hê. Tuy nhiên thì dù ngài đã ra đi, nhưng điều luật này vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay. Và những ai sống trên thị trấn này đều buộc lòng phải tuân thủ. Thành phố Lanzaron, Tây Ban Nha. Vào năm 1999, ngài thị trưởng của Lanzaron, một thành phố nằm ở phía nam đất nước Tây Ban Nha, cũng phải đau đầu vì tình cảnh tương tự như thị trấn Saporenec của Pháp mà chúng ta vừa nói ở trên. Đó là việc không có đất để tiếp tục xây thêm những ngôi mộ cho nghĩa trang. Ông cảm thấy nghĩa trang thị trấn đã quá đông đúc cho các linh hồn yên nghỉ. Vì thế, không còn cách nào khác ngoài việc khuyên 4.000 cư dân của Lanzaron nên sống và bắt buộc phải sống trong quá trình chính quyền thành phố đàm phán việc mua đất để lập nghĩa trang mới. Theo điều luật này thì ngài thị trưởng yêu cầu người dân phải chăm sóc thật tốt cho sức khỏe của mình. Và dĩ nhiên, không được phép đăng xuất dù có là bất ngờ hay tình cờ đi chăng nữa. Phải cố gắng chờ đến khi tòa thị chính thực hiện các bước cần thiết để sở hữu khu đất mới, nơi để cho những người đã khuất có thể yên nghỉ. Nghe đúng là ảo ma thật đấy. Thì thế, nhưng mà các cụ đã có câu, sống chết có số, nghĩa là dù không có ý bảo bê sức khỏe nhưng mà đâu ai biết được mình sẽ bất ngờ ra đi lúc nào đâu. Nếu có lỡ không thể chờ được mà buông xuôi, thì dĩ nhiên, người thân của người đã khuất bắt buộc phải mang họ đến nơi khác để mai táng và tiến hành các thủ tục cho tang lễ. Và cuối cùng, một nơi cũng với điều luật tương tự nhưng lại trong tình trạng báo động nhất. Biritiba Mirim, Brazil. Đáng báo động nhất có lẽ là Brazil, bởi tính đến nay có khoảng 20 thị trấn ở Brazil phải đối mặt với tình trạng hết đất nghĩa trang để chôn cất. Trong số đó có một thị trấn đang nỗ lực cấm tử, đó là Biritiba Mirim. Người đứng đầu thị trấn đã đề xuất một dự thảo luật, mà cụ thể ở đây là dự thảo luật công khai, để quy định rằng những người sống trong thị trấn bắt buộc phải sống. Mặc dù không đưa ra hình thức phạt cụ thể nào nếu vi phạm, nhưng người đứng đầu thị trấn dự định phạt tiền họ hàng của người chết hoặc thậm chí bỏ tù nếu cần, để tạo thêm không gian chôn cất. Đùa chứ, nhà người ta đã có tang rồi lại còn bỏ tù thêm người thân nữa. Nghe xong đúng trầm cảm luôn các bạn ạ. Bên cạnh đó, theo điều luật này thì ông cũng kêu gọi người dân chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt để tránh tình trạng đăng xuất sớm, đồng thời không ảnh hưởng đến những người thân xung quanh nếu qua đời. Hẳn là nhiều người sẽ thấy thật hài hước đúng không? Kiểu, tôi không có việc làm, tôi cũng không khỏe mạnh, và giờ thì họ bảo tôi không được chết, thật là nực cười quá mà. Biết là vậy, thế nhưng mà bây giờ biết làm sao? Nhập gia thì phải tùy tục thôi. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua 6 vùng đất kỳ lạ mà ở đây có một quy định chung, đó là không được phép đăng xuất khỏi trái đất. Nghe thì nực cười, nhưng dù sao thì đằng sau đó cũng có những lý do mà chẳng ai mong muốn, và hầu hết họ cũng đành buông xuôi chấp nhận. Đúng là trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Thôi thì đành hy vọng Việt Nam chúng ta đất đai dư giả một tí, không thì các bác lại phải ban bố mấy cái luật tương tự này thì đúng là hết nước chấm luôn. Và video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn yêu thích chủ đề ngày hôm nay thì đừng quên ủng hộ Top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại.